cuộc đua chức Tổng Bí thư, Thủ tướng phản đòn đánh thẳng vào hầu bao của Tô Đại. Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm là hai trong số các lãnh đạo ngành công an trong danh sách 16 ủy viên Bộ Chính trị hiện nay. Hai nhân vật này có mối quan hệ chằng chịt trong hệ thống quyền lực của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, đối thủ chính trị lớn nhất của Tổng Trọng một thời. Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng là cựu Thứ trưởng Bộ Công an, Cố vấn An ninh và Tôn giáo của ông Ba Dũng. Ông Tô Lâm trước đây là thư ký của tướng Hưởng. Ông Thủ tướng yêu cầu không để xảy ra mê tín dị đoan, cúng oan gia trái chủ. Còn Phạm Minh Chính là đệ tử ruột của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Sự nghiệp chính trị của Phạm Minh Chính có được như ngày hôm nay là có sự nâng đỡ rất lớn của ông Ba Dũng. Vậy mà quan hệ giữa Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính không mấy mặn mà, bằng mặt nhưng không bằng lòng. Nếu không muốn nói rằng Tô Lâm coi thường Phạm Minh Chính, dù hiện nay Tô Lâm là cấp dưới của Phạm Minh Chính. Theo blogger anh Ba Sảm, tức cựu thiếu tá an ninh Nguyễn Hữu Vinh, cũng xuất thân từ dòng dõi Thái Tử Đỏ, tức là con trai út ông Nguyễn Hữu Khiếu, là đại sứ Việt Nam tại Liên Xô, từng tiết lộ như sau. Trước đây, Tô Lâm từng ký công văn tuyệt mật gửi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kiến nghị xem xét xử lý đại tá Nguyễn Duy Linh, nguyên phó tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Bộ Công an, là con trai của tướng Nguyễn Văn Hưởng, bằng hình thức xử lý nội bộ về mặt đảng, miễn truy cứu trách nhiệm hình sự với lý do là thời hạn điều tra đã hết, nhưng không được Tổng Trọng chấp nhận. Với chi tiết, tại trụ sở Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vào ngày 13 tháng 5 năm 2022, trong khi Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các thuộc hạ chờ hội kiến với Ngoại trưởng Mỹ Antonio Blinken, ông đã nói câu để đời rằng, rõ ràng, sòng phẳng, mẹ nó, sợ gì đâu. Hình ảnh trong clip cho thấy, khi cuộc trò chuyện giữa ông Phạm Minh Chính cùng các thuộc cấp đang diễn ra vui vẻ, thì Bộ trưởng Bộ Tô Lâm bất ngờ xuất hiện. Ngay lập tức, tất cả đều im bặt. Điều đó chứng minh rằng Bộ trưởng Tô Lâm là người có quyền sinh, quyền sát trong toàn bộ hệ thống chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Khả năng để ông Tô Lâm trở thành người kế cận của Nguyễn Phú Trọng trong cương vị Tổng Bí thư là hoàn toàn có thể. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Theo giới quan sát, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng nằm trong danh sách ứng viên kế nhiệm chức danh Tổng Bí thư, giống như ông Tô Lâm. Và việc Tô Lâm và Bộ Công an liên tiếp xử lý các quan chức có liên quan đến công ty cổ phần tiến bộ quốc tế IC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn là một nhân vật được cho là mối quan hệ tình cảm mờ ám với Thủ tướng Chính. Giới phân tích cho rằng đánh vào bà Nhàn, mục đích của Tô Lâm nhằm hạ uy tín của ông Phạm Minh Chính trong cuộc đua này. Điều kể trên có liên quan gì đến việc dư luận cho rằng Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo chặn nguồn thu của các chùa lớn ở miền Bắc như chùa Ba Vàng, chùa Phúc Khánh trong Tết Nguyên đán Giáp Thìn hay không? Tờ báo Thanh Niên vào ngày 31 tháng 1 đưa tin, Thủ tướng yêu cầu không để xảy ra mê tín dị đoan, cúng oan gia trái chủ. Bản tin cho biết Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành công điện yêu cầu chủ tịch các tỉnh, thành phố không để xảy ra các hoạt động mê tín dị đoan, dâng sao giải hạn, gọi hồn, cúng văn, phản văn hóa và trục lợi tại các cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và lễ hội Xuân 2024. Nhiều ý kiến cho rằng vụ chiêm bái xá lợi tóc Phật tại chùa Ba Vàng trong vài ngày cũng đã thu hàng chục tỷ đồng. Hay vào năm 2019, truyền thông nhà nước cho rằng hoạt động thỉnh vong cúng oan gia trái chủ của sư Thích Trúc Thái Minh đã thu được hàng trăm tỷ đồng mỗi năm. Rõ ràng chùa Ba Vàng cũng như các chùa khác hiện nay là nơi tu tập trá hình, mà thực chất đó là các cơ sở kinh doanh tôn giáo thu lợi cho Bộ Công an. Ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính. Công luận cũng hết sức bức xúc và đặt câu hỏi tại sao vào tháng 7 năm 2019, sư Thích Trúc Thái Minh đã bị bãi nhiệm tất cả các chức vụ trong giáo hội Phật giáo do Đảng dựng lên và bị kỷ luật bằng hình thức sám hối. Ấy vậy mà nhà sư này vẫn trụ trì chùa Ba Vàng cho đến tận ngày hôm nay. Phải chăng điều này là theo sự phân công của tổ chức? Điều đó có liên quan gì đến những lời xì xào chùa Ba Vàng là cơ sở làm kinh tài cho Ban Tôn giáo Chính phủ và Bộ Công an hay không? Ngoài ra, chùa Ba Vàng còn có nhiệm vụ làm hạ thấp uy tín của đạo Phật. Công luận đặt vấn đề, ông Phạm Minh Chính là một tướng tình báo của Bộ Công an trước đây, là bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh trong 5 năm 2010-2015. Thì ông biết quá rõ hoạt động kinh tài của nhà chùa với nguồn thu khổng lồ đem về cho Bộ Công an. Điều đó có liên quan gì tới ý kiến cho rằng đây là biện pháp mà ông Chính đáp trả, đánh vào hầu bao của Bộ trưởng Bộ Công an hay không? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của ngày hôm nay của bản tin Thời báo.de, cuộc đua chức Tổng Bí thư, Thủ tướng phản đòn
đánh thẳng vào hầu bao của Tô Đại Tướng. Tổng Trọng bảo kê Trần Tuấn Anh đến phút chót để được hạ cánh an toàn hay sao? Vào ngày 27 tháng 1, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã ra thông báo về việc xử lý kỷ luật đối với một số nhân sự cấp cao liên quan những sai phạm của Bộ Công Thương trước đây. Ông Trịnh Đình Dũng, cựu Phó Thủ tướng, và ông Mai Tiến Dũng, cựu chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, bị kỷ luật ở mức khiển trách. Công luận thấy rằng với hình thức kỷ luật giơ cao đánh khẽ như vậy thì chẳng có tác dụng gì cả với công cuộc đốt lò của ông. Đáng chú ý, trong thông báo của Bộ Chính trị, người ta thắc mắc khi không thấy tên ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, là một con người khá nổi tiếng với nhiều vấn đề đã xảy ra trong quá khứ. Ông Trần Tuấn Anh thôi giữ chức Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13. Đến ngày 31 tháng 1, tờ báo Tuổi Trẻ đưa tin, ông Trần Tuấn Anh thôi giữ chức Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13. Bản tin cho hay, vào ngày 31 tháng 1, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã họp, xem xét và quyết định về công tác cán bộ. Theo đó, Ban chấp hành Trung ương đã cho ý kiến về nguyện vọng xin thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác và nghỉ hưu của ông Trần Tuấn Anh. Trung ương đã đồng ý để ông Trần Tuấn Anh thôi giữ chức Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Theo giới quan sát, thông cáo của Ban chấp hành Trung ương có lời lẽ thiếu nghiêm khắc như: trên cương vị Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2016-2021, ông đã có nhiều nỗ lực trong chỉ đạo điều hành công tác của ngành công thương, đạt kết quả quan trọng. Tuy nhiên, ông Trần Tuấn Anh phải chịu trách nhiệm chính trị của người đứng đầu khi để xảy ra nhiều vi phạm tại Bộ Công Thương. Nhiều cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật, bị xử lý hình sự, bị xử lý kỷ luật đảng và kỷ luật hành chính. Đây là điều phản ánh không đúng bản chất của sự vi phạm của ông Trần Tuấn Anh. Trên thực tế, những vi phạm này là hết sức trầm trọng, tới mức công luận cho rằng cần phải khởi tố hình sự và bắt giam ông Trần Tuấn Anh thì mới thỏa đáng. Trước đó, các cơ quan chức năng đã có những biện pháp xử lý mạnh đối với một số lãnh đạo Bộ Công Thương và EVN. Các thứ trưởng Bộ Công Thương là ông Hoàng Quốc Vượng và Đỗ Thắng Hải, phụ tá của ông Trần Tuấn Anh, đều đã bị khởi tố bắt tạm giam trong tháng 1 năm 2024. Ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương. Trước đó, vào trung tuần tháng 12 năm 2023, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kết luận về những sai phạm của ông Trần Tuấn Anh là gây hậu quả rất nghiêm trọng, khó khắc phục, nguy cơ thiệt hại rất lớn tiền, tài sản của nhà nước. Đó là chưa kể tới giới quan sát và giới thạo tin tiết lộ Trần Tuấn Anh là kẻ đứng sau và là tổng chỉ huy nhóm lợi ích điện lực tại Việt Nam. Theo giới quan sát chính trị Việt Nam, việc ông Trần Tuấn Anh phải thôi các chức vụ lần này đã cho thấy chỉ hơn nửa nhiệm kỳ của Đại hội Đảng khóa 13 đã có đến 3 ủy viên Bộ Chính trị mất chức. Đó là các ông Nguyễn Xuân Phúc và Phạm Bình Minh và Trần Tuấn Anh. Số ủy viên Bộ Chính trị khóa 13 hiện nay chỉ còn lại có 16 người. Đó là chưa kể tới một loạt các ủy viên Trung ương Đảng, cả đương nhiệm lẫn về hưu đã bị kỷ luật, khởi tố, bắt giam như Nguyễn Thanh Long, Chu Ngọc Anh, Phạm Xuân Thăng, v.v. Và mới nhất là Lê Đức Thọ, Trần Đức Quận, Nguyễn Nhân Chiến. Đây là điều chưa từng có xảy ra trong lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam từ trước đến nay. Tuy nhiên, việc ông Tổng Bí thư đã phải chấp nhận để Ủy viên Bộ Chính trị Trần Tuấn Anh về vườn là thêm một bằng chứng cho thấy sự thất bại trong công tác nhân sự của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng của Việt Nam cũng là người vi phạm điều lệ Đảng rất nghiêm trọng khi ông ngồi tới 3 nhiệm kỳ Tổng Bí thư, và Trần Tuấn Anh thì có mối quan hệ rất đặc biệt với ông ta. Công luận lâu nay vẫn đánh giá và khả năng rằng Trần Tuấn Anh là kẻ bất tài, háo sắc và vô đạo đức, chưa đủ tiêu chuẩn để làm một công dân bình thường. Nhưng Trần Tuấn Anh nhờ là con của cựu chủ tịch nước Trần Đức Lương, là ân nhân đã giúp ông Trọng lá phiếu mang tính quyết định để ông Trọng trở thành Tổng Bí thư tại nhiệm kỳ đầu tiên tại Đại hội Đảng khóa 11 từ năm 2011 đến năm 2015. Nên đã được ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ưu ái quá mức, tới mức khó có thể chấp nhận cho được. Đó là lý do vì sao tại các kỳ bỏ phiếu tín nhiệm của Ban chấp hành Trung ương từ đầu nhiệm kỳ khóa 13 cho đến nay, kết quả cho thấy Trần Tuấn Anh luôn đội sổ với số phiếu tín nhiệm thấp. Vậy mà ông ta vẫn ngồi đó. Công luận đặt câu hỏi rằng tại sao những sai phạm trầm trọng của cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh là những sai phạm mang tính hệ thống trong cả nhiệm kỳ Đại hội 12, nhưng không bị xử lý. Hơn nữa, Tổng Bí thư Trọng còn cố gắng đưa Trần Tuấn Anh vào danh sách nhân sự chủ chốt để cơ cấu vào Bộ Chính trị của Đại hội 13.
và giữ chức trưởng ban kinh tế trung ương, để rồi cuối cùng đến nay vẫn phải buộc thôi việc. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin Tổng trọng bảo kê Trần Tuấn Anh tới phút chót để được hạ cánh an toàn. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.